Nơi này à? Dạ đúng rồi. Vô, tất cả theo ta. Dạ. Khoan, dạ. Chàng với thiếp vô trước, hai anh lính đứng đây canh. Khi nào kêu thì hai anh vô sau. Ta và nàng vô à? Lính, đứng đây canh phòng cấm mặt cho ta. Dạ. Đi. Chào Đồng Hước. Chào quan ngự tiền. Hay tin quan tới đây, tụi này chờ. Chờ. Chú Quỳnh, sao chàng suy nghĩ đơn giản quá vậy? Anh lính. Dạ. Quan ngự tiền cho gọi anh. Dạ. Anh lính. Dạ. Tới lượt anh kìa. Dạ. Chào anh lính dễ thương. Một, hai, ba, xin.